với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 7,41 km, cầu Cần Giờ được xây dựng sẽ thay thế cho phà Bình Khánh, kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm Sài Gòn và các khu vực lân cận, hình thành tuyến kết nối giao thông trực tiếp với khu vực ven biển phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cầu Cần Giờ. Dự án cầu Cần Giờ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải bổ sung vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo đó, cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh, nối huyện Cần Giờ và Nhà Bè. Sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách từ nội thành đến huyện Cần Giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Việc xây cầu Cần Giờ phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển hai hướng chính là hướng đông và hướng nam ra biển. Do đó, Cần Giờ là một trong những địa điểm được thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên kêu gọi đầu tư. Thông số cơ bản, cầu nằm trên tuyến đường 7,4 km, cầu có chiều dài 3,4 km với 4 làn xe, độ tĩnh không thông thuyền 55m. Đây là cây cầu dây văng liên lục dài 2,8 km, bắt đầu từ đường Huỳnh Tấn Phát, cách giao lộ Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Bình khoảng 800m. Cầu sẽ vượt sông Xoài Giạp, cách phà Bình Khánh hiện tại khoảng 600m rồi chui dưới đường cao tốc Bến Lức Long Thành để nối vào đường rừng xác. Tổng mức đầu tư 5.300 tỷ đồng. Phương án đầu tư. Dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng cho xây dựng theo hợp đồng BOT xây dựng kinh doanh chuyển giao kết hợp BT xây dựng chuyển giao với tổng vốn dự kiến 5.300 tỷ đồng. Theo Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, khối lượng giải phóng mặt bằng để xây cầu Cần Giờ ước tính 11.580m2 nhà ở, 31.900m2 đất thổ cư và gần 90.600m2 đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Hai công ty này sẽ tự sắp xếp nguồn vốn xây cầu. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh hoàn vốn bằng quỹ đất để thực hiện dự án khu lấn biển Cần Giờ 60 ha và dự án lấn biển Cần Giờ 480 ha. Thiết kế. Theo phương án thiết kế kiến trúc vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn, Cần Giờ sẽ là cầu dây văng một trụ tháp với ý tưởng phác họa hình tượng cây đước đặc trưng của huyện Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Phương án là của công ty cổ phần Kidohu. Bản đồ quy hoạch, vị trí cầu Cần Giờ. Dự án cầu Cần Giờ có điểm đầu tại nút giao đường 15B với đường số 2 khu đô thị Phú Xuân, Nhà Bè. Điểm cuối kết nối đường rừng xác tại điểm cách bến phà Bình Khánh khoảng 1,8 km về phía nam, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Hướng tuyến cầu trùng với đường 15B, vượt đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè và sông Xoài Giạp sang huyện Cần Giờ. Sau đó cầu rẽ sang hướng đông, đi song song với đường dây điện 220 kV, tiếp tục vượt sông Trà và nối với đường rừng xác. Cầu Cần Giờ được thiết kế hình cây đước. Phương án cầu dây văng một trụ tháp với ý tưởng kiến trúc phác họa hình tượng cây đước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn là phương án thiết kế kiến trúc cầu Cần Giờ. Theo đó, phương án được chọn là cầu dây văng một trụ tháp với ý tưởng kiến trúc phác họa hình tượng cây đước đặc trưng của huyện Cần Giờ, sử dụng lan can hình tượng sóng biển, các trụ đèn chiếu sáng tạo nên hiệu ứng rừng nước khi đi qua cầu, đồng thời thiết kế chiếu sáng nghệ thuật cho cầu và giúp người dân không còn phải chịu cảnh đi phà hàng cây số. Chủ đầu tư dự án xây cầu Cần Giờ. Dự án được thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, công ty con của Vingroup nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng dự án cầu Cần Giờ. Việc Vingroup tham gia dự án này là điều dễ hiểu, bởi vì chính công ty con của Vingroup được giao nghiên cứu và triển khai siêu dự án khu đô thị biển Cần Giờ 1.875 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Dự án khu du lịch biển Cần Giờ của Vingroup. Do đó, chắc chắn Vingroup sẽ thúc đẩy dự án cầu Cần Giờ khởi công sớm trong thời gian tới. Đánh giá sức ảnh hưởng của cầu Cần Giờ tới thị trường bất động sản khu Nam Sài Gòn. Dự án cầu Cần Giờ giúp khu vực này kết nối dễ dàng và gần hơn với các quận trung tâm như quận 7, quận 4, quận 1. Điều này thúc đẩy giao thương, buôn bán với các khu vực lân cận, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và gia tăng lượng khách du lịch. Giá đất tại huyện Cần Giờ chắc chắn tăng vọt. Các khu vực như quận 7 trở nên đáng sống hơn do vừa là trung tâm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh, vừa rất gần với khu du lịch biển. Quận 7, Nhà Bè được hưởng không khí trong lành nhờ lá phổi sinh thái biển Cần Giờ, cũng như tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại đây. Do vậy, nhu cầu nhà ở và đầu tư tại quận 7, Nhà Bè sẽ tăng cao trong thời gian tới, dẫn tới sự gia tăng giá trị bất động sản. Các dự án ở quận 7 đang được giao dịch rất tốt do quỹ đất sạch, vị trí đẹp trở nên khan hiếm và nhờ hiệu ứng từ việc hoàn chỉnh hạ tầng cầu đường. Tiến độ dự án cầu Cần Giờ.
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho Bộ Giao thông Vận tải bổ sung cầu dự án vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai. Trong tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu cơ quan chức năng chọn phương án thiết kế kiến trúc Cần Giờ để chuẩn bị xây dựng. Thành phố muốn tìm một ý tưởng thiết kế vừa tối ưu chi phí, vừa đặc sắc, tạo được dấu ấn khi du khách đến tham quan Cần Giờ. Năm 2019, dự án đã được phê duyệt phương án thiết kế, đang trong quá trình tuyển chọn chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố thực hiện thủ tục tiếp theo, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tiến độ rất quan trọng, càng sớm càng tốt, cuối năm nay hoặc đầu năm sau, những thông số quan trọng của dự án sẽ hoàn thành để kêu gọi đầu tư. Một chút thông tin về huyện Cần Giờ. Cần Giờ là huyện ven biển, nằm về phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm huyện là thị trấn Cần Thạnh, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km theo đường chim bay, chiều dài từ bắc xuống nam của huyện là 35 km, từ đông sang tây là 30 km, có hơn 20 km bờ biển chạy dài theo hướng tây nam đông bắc, có các cửa sông lớn của các con sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Giặt, Thị Vải, Xoài Giặt, Đồng Chanh. Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện là 70.445,34 ha, đã bao gồm diện tích khu Gò Giặt, chiếm 1/3 tổng diện tích toàn thành phố. Cần Giờ giáp danh với huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, huyện Châu Thành, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phía đông và đông bắc. Giáp với huyện Cần Đức, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang về phía tây. Giáp với huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh về phía tây bắc. Phía nam giáp với biển Đông. Vị trí của huyện Cần Giờ ở từ 106 độ 46 12 đến 107 độ 50 kinh độ đông và từ 10 độ 22 14 đến 10 độ 40 00 vĩ độ bắc. Toàn huyện có 01 thị trấn Cần Thạnh và 06 xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, Lý Nhơn và Thạnh An xã đảo. Ranh giới hành chính của huyện được xác định như sau: phía bắc giáp huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, ranh giới là sông Xoài Giạt. Phía nam giáp biển Đông. Phía đông giáp biển Đông và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phía tây giáp huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, ranh giới là sông Xoài Giạt. Rừng Cần Giờ có chức năng chính là phòng hộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng, nhưng đồng thời cũng mở ra triển vọng to lớn về du lịch sinh thái. Do tính năng quan trọng của rừng phòng hộ Cần Giờ, năm 2000, rừng ngập mặn Cần Giờ được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển. Biển là nguồn lợi to lớn của Cần Giờ, vì vậy trong cơ cấu phát triển kinh tế của huyện ngay từ sau giải phóng, ngành thủy sản luôn được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, là một trong những động lực phát triển kinh tế, xã hội. Ưu thế lớn của Cần Giờ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội là quỹ đất còn lớn, môi trường thiên nhiên trong lành, cảnh quan hấp dẫn và đặc biệt đây là một đơn vị hành chính thuộc thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời lại giáp danh với những vùng kinh tế năng động như Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Khí hậu huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa mưa và nắng rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nên nhiệt độ cao và ổn định. Nhiệt độ trung bình của các tháng trong năm từ 25 độ C đến 29 độ C, cao tuyệt đối là 38, 20 C, thấp tuyệt đối là 14, 40 C. Độ ẩm trung bình từ 73% đến 85%, độ bốc hơi từ 3,5 đến 6 mm một ngày, trung bình 5 mm một ngày, cao nhất 8 mm một ngày. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.000-1.402 mm, trong mùa mưa lượng mưa tháng thấp nhất khoảng 100 mm, tháng nhiều nhất 240 mm. Mùa mưa hướng gió chính là tây tây nam, mùa khô hướng gió bắc đông bắc. Sau 25 năm giải phóng, hệ sinh thái rừng và rừng ngập mặn của Cần Giờ đã được phục hồi ổn định và đang phát triển tốt sau những thiệt hại nặng nề do chiến tranh tàn phá. Thủy văn Cần Giờ. Thủy triều, toàn bộ sông rạch chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều. Độ mặn, vì nằm trong vùng cửa sông, chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều từ biển Đông truyền vào, các sông rạch của huyện Cần Giờ đều đóng vai trò kênh dẫn triều đưa nước mặn xâm nhập khắp địa bàn huyện, làm cho khối nước mặn ở đây quanh năm bị mặn lợ.